Chào mừng các bạn trở lại video nói về vấn đề bếp không giữ ba hướng, giường không đặt ba nơi. Đối với bếp tôi đã nói trong video phần 1. Còn đối với việc kê giường cổ nhân dạy rằng, thứ nhất, đầu giường tránh cửa phòng. Đặt giường ngủ sao cho đầu giường không hướng ra cửa phòng là một nguyên tắc quan trọng trong phong thủy phòng ngủ, giúp tránh những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Nếu đầu giường đối diện với cửa, có thể dẫn đến tình trạng đau đầu, đau nửa đầu, thậm chí là những cơn ác mộng không mong muốn cửa đối diện vị trí giữa giường tức là ngang với bụng người nằm có thể gây ra vấn đề về đường tiêu hóa trong khi đó cửa đối diện phần chân giường có thể liên quan đến các vấn đề xương khớp và chân vì vậy khi sắp xếp giường ngủ tránh đặt đầu giường đối diện cửa để bảo vệ sức khỏe thứ hai tránh đặt giường dưới xà ngang nguyên tắc này xuất phát từ kiến trúc nhà cổ với xà ngang là một phần cứng cát chịu lực trên trần nhà tạo cảm giác nặng nề và áp đặt đặt giường dưới xà ngang có thể tạo cảm giác kín kịch áp buộc và vô lực cho người nằm dưới sự không thoải mái này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và gây khó chịu thậm chí làm tăng nguy cơ gặp ác mộng thứ ba tránh đầu giường hướng ra cửa sổ cửa sổ theo quan niệm phong thủy là nơi có sự lưu thông không khí đặt đầu giường hướng về cửa sổ có thể làm mất khí lực của gia chủ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe luồng khí xấu từ bên ngoài có thể tiếp xúc trực tiếp với vùng thái dương của bạn tạo ra tác động không tốt ngoài ra những yếu tố ngoại vi như tiếng ồn ánh sáng mạnh và mùi không dễ chịu cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ vì vậy nên tránh đặt đầu giường hướng ra cửa sổ để duy trì một môi trường ngủ tốt nhất